Rồi ok anh chào anh em Em Kinh Nguyễn Thì hôm nay em trả hàng cho anh anh Tuấn uh, Anh Hòn Cái trên của anh Tuấn nha uh, Ở dưới của anh Hoàng Phạm Tá để, 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 để em xem lại Như khi hai anh này em cũng không nhớ rõ Anh có cái zalo là Anh có cái zalo lô... đây nè đây 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 đấy thì đây. thì để 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 em đọc lại cái tên của anh đấy đây là em lưu qua nhưng mà của anh Túng ở dưới là của anh Túng khẩu khẩu dưới đây là của 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 anh Túng nha còn trên kia là của anh anh Hoàng đó anh Hoàng anh Hoàng anh Hoàng, anh Hoàng Phú Yên thì em đang em ráp xong ok hết rồi em test rồi nha nhưng mà em phải để lại ngày mai em đang xích áp cho anh là siêu phá hai khẩu siêu phá là áp 103 áp 103 nha đây một trăm ba đấy em lấy nét là một trăm ba khẩu đây cũng một trăm ba luôn nha anh anh Túng nha đây. đây 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 lấy nét lại thì cái khẩu cái khẩu kính bta này thì em có thể test test lấy tầm cho đăng video cho anh em xem mà nhưng mà cái khẩu kính uh, disco đi kia thì tất nhiên là cái 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 cái, cái, cái lăng kính em bỏ vô nó bị rộng đi đó, cái khẩu nó khả năng là em test mà nhưng mà em không thể đăng video được thì em test thì em gọi cho anh anh, anh hoàng nha thì anh anh Hoàng cố gắng cầm à, giữ giữ điện thoại em sẽ lên test rồi em gọi video trực tiếp cho anh Hoàng nha còn anh này đây thì có thể test là em đăng lên tại kính beta là sẽ trùng với lại cái, cái lăng kính của em rồi em bỏ lên em em đăng nha đó đó thì có cái bộ full cây cái bộ full sửa chữa thì của anh anh gì kia của anh ở, ở, tỉnh nào em quên thì đăng cái bộ vi kéo combo vi kéo thì combo vi kéo này thì anh em cũng thừa biết rồi u thôi rồi luôn đấy thì hết cỡ lắm thì em đây thì trước khi em chỉnh là em chỉnh hết cỡ cái cái bộ hầu như cái combo quy kéo này em sửa rất là nhiều cũng tầm là 9 tới 10 bộ combo quy kéo này đấy đây thì đó của anh Hoàng thì ngay cái kính của à quên cái kính của anh ấy em chưa tháo ra luôn thì cái cành em lấy em do lại cái bộ quan thì cứ về thế anh lấy thế về mà anh anh ráp anh ráp vô thì tất nhiên trăm phần trăm là không trùng bộ quy này không về chủ nổi em chắc luôn không giờ chúng nổi đấy thì phải canh chỉnh lại bộ qua nó trùng tại vì cái bộ quy này bộ quy này nó sẽ khác với bộ quy tay tay kéo này quy tay kéo này quy tay đòn còn quy tay kéo này nó sẽ khác em đang mang cái thôi qua bên xưởng em em chạy lại cái 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 thôi cho anh anh ấy luôn để tên gì em quên mất tiêu rồi. anh anh lâm anh anh lâm lâm gì đấy em có zalo là lâm lâm gì đấy thì cái cái combo quy này nè em nhắc lại combo quy này cái dòng hơi hoặc dòng của trường trường bú đập cái trường bú đập của nó đó, nó sẽ khác với lại quy tây kéo quy thái quy tây kéo đấy cái đây người ta gọi là quy tây quy tây kéo nha chứ không phải là quy thái nha anh em nha quy tây kéo nếu như mà chỉnh được chơi rất là ok còn nếu mà chỉnh không được coi như là nó cũng là bó tay cho dù cành mỹ hay là cành nhập thì cũng thế thôi cái đường hơi là trường bú nó không chuẩn là tất nhiên là cho dù cành mỹ thì anh em chơi cũng không được đâu em nói rõ luôn đấy ngay cả cành em cành KF em lắp hoàn toàn là cành KF nha thì em chuẩn bị em lấy một lô cành của ông bcb miền Trung cành cấu hình tầm cao đấy anh Quốc thì cành bên ông bcb miền Trung thì em sẽ lấy một lô cành sáu khương tám khương Kingborough em tiếp tục ráp tầm cao cho anh em đấy như thế đấy rồi hôm nay thì em đăng em đang trả hàng cho anh Hoàng anh Tuấn thì khả năng khả năng ngày mai em sẽ test lại tiếp theo rồi em test cái cái, khẩu cái khẩu của anh Hoàng anh Hoàng trước rồi tiếp theo em mới test cái khẩu của anh anh Tuấn này nha rồi đó thì anh Tuấn với lại anh Hoàng xem được video này thì bỏ cho em một bình luận đấy em ráp cho anh em ví dụ em nói như thế này thực tế rõ ràng luôn em để bán tên này cho thằng khốn nạn bcb một trăm hoặc là cái cái kênh súng hơn súng hơi hoặc là cộng đồng súng hơi cho nó không lấy cái, cái, cái clip của em này nè em nói rõ này cái kênh mà súng hơi cộng đồng súng hơi dạo này nó rất là trội cái đồ cái đề xuất của nó đề xuất kênh nó rất là cao đấy tại vì sao tại vì hiện tại nó đang trước kia nếu như mà con cái còn cái kênh là bcb 100 trăm thì nó đã tắt bình luận đi nó không cho anh em bình luận nữa thì hôm nay là nó có cái lúc mà em phút là nó có cái kênh là cộng đồng súng hơi thì lúc đó nó đã cho anh em bình luận rồi nhưng mà anh em nào bình luận nó lừa đảo hoặc là gì ấy, nó sẽ xóa bình luận của anh em ngay đấy như thế lại có một cái tin giao dịch của anh nào đăng lên phay thì trước kia cũng có một anh cái 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 tin nhắn mà cách thức giao dịch á thì nó rất là trùng nhau nó lấy cái đó nó photo ra nếu như anh em nào cần nó sẽ chuyển qua cần nó sẽ chuyển qua nó làm rất là chi tiết nhưng mà chuyển tiền rồi mất tiêu đấy em chắc chắn một điều với lại cái kênh cái kênh ví dụ như trước kia kênh là bc miền trung nè nó đổi thành là cộng đồng súng hơi nè rồi nó đổi thành là súng hơi nè đó nếu như mà em nhắc lại một người một người uy tín thì người ta không thay đổi tên kênh làm gì ví dụ như em là ken nguyễn nè thì em vẫn giữ cái tên của em là ken nguyễn đúng chưa ví dụ như ông bcb miền trung ông mất biết bao nhiêu kênh mà nhưng mà ông vẫn giữ cái tên thương hiệu của ông là bcb miền trung Đó không đấy em nói thật em nói rõ như thế nếu như một người rõ ràng thì không cần phải thay đổi tên họ cứ để số điện thoại đó hoặc là trừ khi số điện thoại bị mất đi người ta sẽ đăng lại cái tiếng nói cử chỉ của người ta người ta sẽ đăng lại đấy còn riêng duy nhất của em là ba số này hai zalo một số gọi đấy còn hoặc là bị mất zalo thì người ta sẽ đăng liền ngay đấy hoặc là cái kênh của chúng ta ví dụ kênh của em là B... kênh nguyễn bcb là ví dụ như đó kênh của em là tên đấy nha rồi em nhắc lại em đăng như bản tin như thế này cử chỉ của em em là kênh nguyễn bcb nha không lấy clip của ai nếu như mà anh em xem lại cái kênh mà súng hơi hoặc là cộng đồng súng hơi thì nó đổi tên hoặc là nó cho anh em bình luận rất là nhiều mà tốt nhất anh em mua cái gì phải xem xét thì kỹ em nhắc hoài thôi nhưng mà có vẫn có anh em bị lừa nha rồi đây em trả hàng nha đấy coi như thế em tính nói gì mà em quên rồi đã như thế đi rồi clip sau thì em để đăng test cái khẩu này cái khẩu khẩu dưới này tại cái kính nó sẽ trùng với lăng kính của em còn cái khẩu trên của anh 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 hoàng thì cái, cái kính đít của mình nó sẽ không trùng với lại lăng kính của em nha như cái hậu cái, cái 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 khẩu kia nó cũng kính kính cái kính beta thì nó cũng sẽ trùng với lại lăng kính của em đó hoàn toàn em trách trên clip của em là kính beta nha thì đây em lấy zero nếu như mà em test cho xuyên phá em lấy zero cho tụi anh là 60m ngay zero nha thì kính beta hoặc là những kính khác rất là rất là dễ em mới canh một đốt là 10m một đốt là 10m đấy rất là đơn giản thì anh em là muốn chơi nắm thì cứ hạ áp xuống chơi nắm vẫn được canh này chơi nắm xuyên phá bình thường luôn kẹo nào chơi vẫn được sờ lung chơi luôn đấy em đáp như thế ngay cả cái cấu hình kia em vẫn ráp nắm xuyên phá sờ lung chơi luôn rõ ràng luôn đấy thì em nói cách giao dịch của bên em nè em nói rõ ràng như thế này luôn rồi anh em xem clip của em từ 10 clip tới 11 clip của em trở lên rồi anh em thấy của em chấp nhận Ok rồi tất nhiên qua nhắn tin Zalo em rồi anh em lấy cái 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 video này anh em chụp lại rồi đánh dấu đánh dấu cái khẩu này cái gì báo giá kịp kia là cái khẩu này bao nhiêu tiền rồi Ok em sẽ báo giá anh em trước hết em em sẽ hỏi anh em ở tỉnh nào là để biết em chọn cái tiếng giao cho anh em thích hợp còn những tỉnh những cái tỉnh nào mà khắc nghiệt quá hoặc là những anh em cái cái tỉnh nào mà khó giao quá em không nhận em nói rõ như trước như thế luôn đấy nhắn tin zalo em, em hỏi trước hết là anh ở tỉnh nào rồi ok giao dịch em sẽ báo giá full cây như thế này rồi cọc cho em em mới ráp không cọc em không ráp em nói rõ như thế nếu như anh, 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 em không cọc mà em lấy một mớ phụ kiện về như thế này rồi em ôm vốn em chết luôn đấy em nói rõ luôn cái nghề này không phải là nghề chính của em cái nghề chính của em anh em thử biết rồi cái nghề của em là nghề cơ khí là nghề chính của em cái nghề này là nghề đam mê em nói rõ như thế luôn chứ không phải em lấy ôm dược mớ đầu một đống đồ trên giá 10 triệu như thế này giờ em ôm giống như thế đâu cái đó là chết em luôn anh em phải cọc em mới rác em nói rõ như thế nha còn anh em nào mà sợ em lừa đảo tốt nhất đừng lên nhắn tin đừng lên nhắn tin nhắn tin của em lừa đấy em rõ luôn anh em nào tin tưởng em rồi qua nhắn tin còn em mà chưa tin tưởng tốt nhất đừng có nhắn tin Em nói rõ như thế luôn Tất cả không phải riêng gì em mà nhưng mà các anh em khác cũng thế nha Khi nào tin tưởng em Xem clip, ví dụ một clip này Rồi bấm vô kênh em xem những clip khác Clip khác, clip khác nữa Đấy, rồi Em chỉ chiên FX thôi Anh em vô kênh em xem hoàn toàn FX tất cả Chứ không có con đô đâu, FX thôi Em chiên về một dòng nào em sẽ chiên một dòng đó Em không nhiều, không có chiên nhiều Chiên một dòng thôi rồi anh em nào cảm thấy em uy tín rồi bắt đầu qua kết bạn hai số zalo một số gọi thích thì gọi còn còn không thích nữa thì nhắn tin zalo thế thôi nha còn anh em nào chưa đủ điều kiện thì cứ xem clip của em tham khảo đấy chưa đủ điều kiện thì cứ mua từng món từng món về thì em nói từng món tất nhiên là đó cũng là từng món mua từng món về đó nha đó từng món này đó điều ở đây ở đây thì em không có muốn nói ra thôi đấy rồi em canh nghĩ cho anh em đây rồi em kết thúc video tại đây nha rồi cảm ơn em đã xem video nha